Quẩy hai. Đi lít đâu nhỉ? Đó. Nay chúng ta sang buổi 2. Hôm trước mình đã có yêu cầu các bạn tìm hiểu về các cái thẻ về dạng danh sách này, thẻ về dạng bảng này và loại thẻ về dạng mục chọn, đúng không? Có bạn nào giải thích cho mình cái thẻ kiểu dạng danh sách nó là kiểu như thế nào và nó có tác dụng gì không? Thẻ dạng danh sách. Có mấy loại danh sách nào? Ba loại. Các bạn là có 3 bản danh sách. Còn 2 nhé. Ở đây thứ nhất là bản danh sách gì? Bản danh sách có sắp xếp không? Order list. Dùng tiếng Anh trong quen đi. Order list, order là sắp xếp. List là danh sách. Order list này nó giống các bạn để ý này. Cái tên ấy, tên các thẻ gần gần nó sẽ thường xuyên lại. Và viết tắt của những cái từ tiếng Anh quy định cho nó. Yeah. Order là O L. Đúng chưa? Thì quen không? Thì ở trong cái thẻ order list này nó sẽ là thẻ O L và thẻ L I. Order list. Đúng chưa? À, tí nữa tôi sẽ vô lại thêm một tí nữa về các cái thẻ về thẻ text tiếp. Tí nữa chúng ta ôn lại. Thì bây giờ chúng ta làm cái này vô trong nắm. Đó là order list. Các thẻ thành phần nằm trong của cái mục tập danh sách thì là lấy lấy chưa? Thì cái này mặc định nó sẽ ra cái giao diện như sau. Thẻ OL này, thẻ LI này, 1 rồi đây. Nó sẽ ra cái số 1, 2, 3, 4, 5, 6 tự động tăng. Bây giờ tôi duplicate thêm một cái nữa. Nhá. Nó ra một danh sách tự động tăng. Bây giờ nếu mà tôi tiến hành là tôi muốn đổi cái kiểu của nó, tôi sẽ thêm một cái type ở đây. Thêm một attribute. Type bằng Y. Chẳng hạn vậy. Thành chữ số La Mã. Được chưa? Order list là danh nó sẽ giúp chúng ta tạo ra bảng có đánh số thứ tự. Nhá. Cái này trong rất là nhiều trường hợp. Rất là nhiều luôn. Cái này nó hoàn toàn có thể là theo dạng ABC. Có nghĩa theo số chữ cái. Cụ thể như nào các bạn hãy tìm hiểu thêm. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn đến thế thôi. Còn chúng ta có giỏi hơn hay không thì đấy là việc của chúng ta. Đây là loại thẻ đầu lẹ, thẻ danh sách đầu tiên. Order list viết tắt của OL. Các bạn cố gắng làm quen với tiếng Anh không? Tôi sẽ comment của tiếng Anh. Loại thứ hai là loại gì? Không sắp xếp. Unorderlist. Cái tắt của chữ U và chữ L thì là thẻ UL và thẻ LD. Cái loại này đã gọi là unorder rồi thì tất nhiên là nó sẽ không có số. Tất cả các phần tử nó sẽ ngang hàng nhau. Yeah. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế này. Cách dùng luôn. Đây là order list là thẻ UL và các thẻ LI. Unorder xếp xuống, refresh, đây là unorder. Thì như giống như order list lúc nãy, các bạn để ý không, cái order list chúng ta thay đổi cái type ở trong thẻ cha, thẻ UL và thẻ OL thì cái này nó thay đổi, đúng không? Thì cái đoạn 1, 2, 3, 4, 5 nó thay đổi cách hiển thị. Thì chúng ta ở trong cái đầu này, chúng ta có thể thay đổi cách dựa vào cái thẻ, dựa vào attribute là type của thẻ UL. Cái gì đấy? Không, lớp chỉ học một buổi thứ tư thôi.
vào đây học chung. Thằng nó học lớp 1610. Đây chúng ta có cái type bằng, ví dụ tôi chuyển nó sang hình vuông chẳng hạn, square. Square là hình vuông đúng không? Nó sẽ hiển thị hình vuông cho chúng ta. Còn khá là nhiều loại nữa thì chúng ta có thể tìm kiếm thêm. Cách tìm kiếm và cú pháp đi với tôi hướng dẫn luôn này. Tìm kiếm thì chúng ta sẽ sử dụng cách này. Ví dụ vào google.com đi. Ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng là cái gì? HTML. Cái kiểu, cái có nghĩa cái thẻ chúng ta đang sử dụng là thẻ gì? Cái gì list? Unordered list, đúng không? Unordered list type. Đây, nó ra luôn. HTML, UL, type, attribute. Square này. This, cycle và square nó có 3 loại này. This. Đây là loại, loại đầu tiên các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Nó là hình tròn động, đúng không? Loại thứ hai là hình vuông này, đúng không? Còn loại thứ ba là loại tôi thử thay vào đây là this. À đây là loại this rồi. Square và circle. Đây là circle. Dạ. Yeah. Circle là một hình tròn không có tâm. Ba loại. Và đây là cách chúng ta tìm bất kỳ cái gì cũng vậy, sau này tìm PHP như thế, tìm JavaScript như thế, CSS như thế, bất kỳ ngôn ngữ nào. Đầu tiên là ngôn ngữ chúng ta sẽ dùng này. Sau đó là đến cái đối tượng chúng ta muốn sử dụng này, muốn tìm này. Và cuối cùng là cái phạm vi kiến thức mà chúng ta muốn tìm hiểu. Đây là cách tìm một keyword. Và nên tìm một tiếng Anh. Được chưa? Xong phần 2 phần list cơ bản rồi. OL, UL, LI. Tiếp theo đến cái gì? Loại còn lại. Hả? Nói to đi. Người dùng tự định nghĩa. Đây nó là gì? Hả? Description list này. Đúng không? D là có bạn nào bắt hiểu tôi là cái DL này nó sẽ tập hợp từ các kẻ nào? DL, DT và DD. Yeah. Thì cái DL này nó giống như kẻ UL, kẻ OL. Nó là nơi, nó là cái chỗ để quy định, là bắt đầu một cái tập hợp danh sách. Yeah. Còn cái DT này là description term. Term, nó là cái, có nghĩa là cái danh sách này, ví dụ mặc định cái thẻ DT này, DD này nằm trong thẻ DL đúng không? Thì cái cách hiển thì nó đều là tất ở trong. Có DD thì nó tác vào trong một vào. Có nghĩa có DD này thì nó tác vào trong, nó lùi vào trong một tác. Thì là DD. Còn cái term là cái đầu dòng. Có nghĩa là trong một cái tập danh sách của chúng ta có, sẽ có một cái đoạn nó ngắt lại, nó bắt đầu một danh sách mới của loại DD này đúng không? Thì cái DD này nó sẽ làm cho tích loại ở ngoài này. Đây là danh sách dạng mô tả, giống như kiểu chúng ta viết văn là ví dụ liệt kê các ý gì đấy, ABCDZ, thì ý thứ nhất là như này đúng không, ý thứ hai là như này đúng không, tổng hợp lại chúng ta sẽ có một cái đoạn như này. Thì đây là giống như trong cách chúng ta viết văn, thì cái thẻ DL, DT, DD này nó sẽ giúp chúng ta làm cái việc đấy. Thì chúng ta có tập hợp thẻ là DL, DD, DD, LoRAM 10 chẳng hạn. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy. Được chưa? Nó thụt vào trong. Đây là text thường này các bạn ý này. Đây là text thường. Normal text. Thấy không? Đây là normal text này, là text bình thường.
khi mà chúng ta đưa vào trong một thẻ DL và DT, DD thì nó sẽ thụt vào trong một tí. Bây giờ tôi ngắt lại, tôi ngắt một phát. Đây là DT. Lorem 5. Được chưa? Đây là thẻ DT, là nó sẽ là ngắt. Đây đang bình thường là đang trong danh sách chúng ta nó thụt vào trong một tác. Bây giờ thẻ DT nó sẽ giúp chúng ta đẩy ra ngoài, nhưng nó vẫn không mở, nó không ngang hàng cho nó một tách nhá, nó hơi thụt vào một chút. Đấy không? Đấy là ngắt của cái tập danh sách mô tả của chúng ta. Thì đây là ba loại thẻ danh sách. Tôi sẽ viết comment vào đây. Description, text, list, ba loại thẻ list của chúng ta: order, ul và dl. Nhớ là có ba loại nhá. Biết là trong ba loại này là nào hay dùng không? Vì sao UL hay dùng? Chính xác, phải UL là hay dùng nhé. Gần như tất cả các website đều động đến UL. Bởi vì á, chúng ta lưu ý này, các bạn có biết cái khái niệm bằng menu hay là navigation không? Có biết khái niệm đấy không? Menu hoặc tên gọi khác là navigation. Đây là cái gì? Danh mục của website đúng không? Hay là thanh nhiều mục? Đó là cái này nè. Vào bất kỳ một website nào cũng có. Đây như này chẳng hạn. Đây là dạng menu dọc này. Đây là dạng menu dọc này. Chúng ta có những cái trang ví dụ như kiểu là 24 giờ. Đây là dạng menu ngang này. Yeah. Những cái này nó hình thành từ thẻ UL. Chúng ta, tôi sẽ đến cái phần CSS, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái này bằng UL. Thì bởi đấy là lý do vì sao tất cả website đều bắt buộc có menu thì bắt buộc phải có thẻ UL. Cấu thành từ như thế này. Rồi, có bạn thắc mắc gì về cái danh sách này không? Có bạn thắc mắc gì ạ? Chúng ta chuyển ngược trở lại, chúng ta chuyển đi là các bạn thẻ tech. Chúng ta thẻ tech, chúng ta đã có về thẻ P này, thẻ H này, có thẻ H1 đến H6, rồi thẻ strong, rồi thẻ B, thẻ I, thẻ M, thẻ span, thẻ label này đúng không? Và này thẻ. Chúng ta còn một rổ các thẻ khác nữa, tôi giới thiệu qua nha nhá. Chúng ta biết thẻ stripe. Stripe. Nó phải ngang chữ. Đúng đấy. Tôi ngồi nhìn tôi như vậy. Tôi nhắc đến đâu thì thử luôn đến đây. Chúng ta nếu muốn có một đoạn text, đoạn text để có nghĩa là người viết chẳng hạn, người viết một đoạn text như kiểu đoạn lorem của tôi, thì các bạn viết như này. Ví dụ trong thẻ stripe nhá. Stripe, các bạn viết chữ stripe xong tab cái thì nó ra cái thẻ đúng không? Ở trong nó sẽ ra cái chỗ này. Qua ở trong nó đặt con trỏ ở đây. Thế là chúng ta cách ra một cái, sau đó gửi luôn con trỏ lại. Viết chữ lorem. Lorem. Viết xấu quá. Lorem. Được chưa? Sau đó chúng ta muốn có bao nhiêu ký tự, chúng ta đánh số, ví dụ muốn 10 thì tự viết số 10 ở đây cũng tan cả. Nó ra đúng người cái ký tự, người chữ thôi đúng không ạ? Là bạn tích thử nghiệm thôi. Đây là ví dụ như này này. Đây đang normal text đúng không? Tôi viết chữ lorem. Lorem ví dụ như kiểu 100 chẳng hạn, 100 chữ. Ra đúng 100 chữ. Được chưa? Đây là tính năng khá là hay của thằng Solon Tech. 10 chữ thì ra 10 chữ đếm tử xem. Nếu mà trong trường hợp chúng ta lười viết mà không biết viết cái text gì vào đây.
Đây là thẻ Stripe này, là thẻ Bạch Nga, bạn gửi ra có đúng không? Đúng không? Cái nhãn chữ. Tiếp theo, ví dụ thẻ mát MARK, test luôn xem có gì nào. Mát tiếng Anh thì dùng tiếng Việt là gì? Đánh dấu. Với tiếng Anh là thẻ đánh dấu. Rất nhiều các bạn làm gì? Đó. Đúng không? Nó ra môi background của cái chữ lên sang màu vàng. Chúng ta có thể đổi màu được. Còn đổi nào là tự đi hoặc tìm. Có gì có dẫn đến thế đâu. Rồi chúng ta có những cái thẻ, ví dụ như kiểu là thẻ S up. Thẻ S up. Đúng không? Cái này nó giúp chúng ta làm này. Ví dụ 10 mét vuông. Dạ, 10 mét vuông. Số 2 ở phía trên này này. Thì cái chữ 2 này nó là nằm trong đây là 10 này, M này. Xong rồi thẻ S up. Số 2 đây. Đó, thẻ S up vào. Đó. Thì nó sẽ lên cái số 2 ở phía trên này. À. Đó, sắp. S U B. Đó. Up này là lên trên đi nào. Để tôi xem lại, tôi lâu lâu tôi không dùng cái này. S up hình như là lên trên. Sub là dưới, up là trên. Đây 10 M S up 2. Chết nhập. Đúng không? Up là ở trên mà. S up là ở trên, một cái sub kia là thụt xuống dưới. Ví dụ như chúng ta có công thức toán học là công thức hóa học là H2O như này. Thì cái số 2 này là viết của cái FUB. Đó, thêm một vài cái thẻ nữa trong trường hợp chúng ta cần dùng. Cái này đi chưa? Cái này mình cái S up kia đi chưa? Chắc là ít dùng đúng không? Nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thẻ quy định về tết ấy, còn nhiều lắm. Tôi chỉ nhắc đến những cái mà chúng ta có khả năng tập đến thôi. Còn ít khi chúng ta tìm hiểu hết, và nếu chúng ta đi làm thì chúng ta đã có khả năng tự tìm hiểu rồi. Đến lúc đấy cũng chẳng được tôi đâu. Rồi, xong. Một cái nốt về các thẻ danh sách. Một cái nốt về các thẻ danh sách này, đặc biệt là thẻ OL và thẻ UL. Thì chúng ta nghĩ là chúng ta có thói quen là UL, L, I như này đúng không? Nhá, và các cái thẻ L, I nằm trong. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể viết là L, I xong lại đến UL, xong lại đến L, I nằm trong là chúng mình rồi. Biết làm gì không? Có nghe đến khái niệm là menu đa cấp không? Đó, cái này giúp chúng ta làm cái việc đấy. Hoặc như chúng ta làm luận văn chẳng hạn, hoặc là làm đề tài tốt nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái mục đầu đề mục. Đây là một là ví dụ chương 1 là khái quát gì gì đấy, A B C D E Z đúng không? Còn ở trong này lại có một lớn chấm một chẳng hạn, A B C, rồi một lớn chấm hai gì đấy, xong rồi là ở trong ý hai này có thẻ A và có A chấm B chấm. Yeah. Thì cái này, cái thẻ ULLI hay OLLI nó cho phép chúng ta đưa những thẻ UL, cho phép chúng ta tổng đưa tổng là ULLI vào trong thẻ con của một thẻ LI. Đó là chuyện bình thường. Yeah. UL cũng làm được, mà OL cũng làm được. Không phải cộng phải. Xong rồi nhỉ?
dạng thẻ tiếp theo là dạng thẻ về phải. Sau phần bảng này thì sẽ có bài tập của chúng ta. Bảng bảng thì gồm những thẻ gì nào? Và bảng nó là cái gì? Ôi thì bảng là cái bộ. Học giỏi tiếng Anh ghê. Nó là gì nữa? Từ từ nhá, từ từ TRPD, ai cũng biết là TRPD rồi. Nhưng mà để ý một chút, cái kiến trúc bảng, cái bảng của chúng ta thì nó giống như một trang Excel. Cứ tưởng tượng nó giống như một trang Excel. Và trong trang Excel thì nó có các dòng và các cột đúng không? Đây như này. Được chưa? Bảng của chúng ta cũng y như vậy. Được chưa? Nhưng mà ở trong HTML ấy, cái bảng của chúng ta nó chỉ có khái niệm là row và các hàng thôi, không có khái niệm là column, không có. Bỏ đi, bỏ khái niệm đi nhá. Chúng ta không có, chúng ta chỉ có duy nhất khái niệm là row và các cell phân tử nằm trong row. Được chưa? Bỏ cái khái niệm cột đi. Được chưa? Cột hình thành là bởi vì do chúng ta có số lượng cell nằm trong một row bằng nhau thì tự động nó sinh ra thành cột, chứ không có khái niệm cột ở trong một table. Nhớ rồi, như vậy chúng ta chỉ có hai khái niệm duy nhất là row, cell. Được chưa? Và thẻ bao ngoài của một table là thẻ table luôn. Nhớ có thể đọc. Nhớ. Trong một table, đây là nó sẽ tạo ra chúng ta cái khung này. Thì trong table sẽ chỉ tồn tại khi có một hàng nào đấy. Đúng không? Sẽ chỉ tồn tại khi có ít nhất một hàng của một. Thì như vậy thì chúng ta phải có thẻ TR. Và trong một thẻ TR này phải có ít nhất một thẻ TD. TD là thẻ clean cho một cái cell này. Được chưa? Thì đến khi mà chúng ta vẽ như thế này ra, nhớ thẻ TD có thể đọc nhá, thì nó sẽ làm cái bảng như này. Mỗi này đấy, có mỗi một cell, mỗi một row nó như thế này. Trong trường hợp chúng ta muốn cái table của chúng ta trong một dòng có bốn cái cell, chúng ta đắp duplicate cái này lên thành bốn, duplicate lên thành bốn nhá, thì là nó sẽ tự động nó vẽ thêm 2, 3, 4 xong một hàng, và bốn cái TD này nằm trong một cái thẻ TD rồi. Yeah. Sau đó nếu mà chúng ta muốn có dòng thứ hai thì chúng ta lại bắt đầu sinh ra thêm một cái TR nữa, và trong này lại chứa một cái TD. Được chưa? Các bạn lưu ý này, số lượng thẻ TD, tôi không biết các bạn row span, full span như nào, nhưng mà tổng số lượng TD nằm ở trong cả bảng chúng ta, mỗi một dòng trong bảng thì tốt nhất là các bạn cho nó bằng nhau. Là để tránh vỡ bản. Vỡ bản là tình trạng như nào? Như nào? Gọi là vỡ bản. Không có này. Và cái này nó có thể là dừng lại đến đây. Và chỗ này nó không có cell, đây là khoảng trắng. Chỗ này không có cell, không có TD. Hiểu? Như vậy gọi là vỡ bản, hoặc là vỡ bản xấu nhất là ở đây. Cái đoạn trên đầu này không có cái gì, rất là xấu, bản nghèo. Thấy không? Thì đấy là cái ba cái thẻ cơ bản nằm trong một bảng. Chúng ta còn ba loại thẻ, bốn loại thẻ nằm trong một bảng. Nhưng mà chúng ta cứ test trước đã, test được thêm một chút đã. Rồi, tôi sẽ tạo hẳn một cái HTML là table. Tôi có một cái table ở đây. Các bạn nhìn nó còn có thẻ caption này, nhưng mà vứt đi, ít khi dùng ạ. Nhìn thẻ th không? Quăng luôn. Đây thẻ td của chúng ta đúng không? Dạ. Nó ra một cái hàng và các cái ký tự nó đều cách đều nhau. Được chưa? Bây giờ để cho nó rõ hơn này, chúng ta thêm cái thuộc tính border 1 vào đấy. Border 1 vào trong cái table á.
Đây chúng ta nhìn đấy. Thấy chưa? Nó ra hình thành bảng của chúng ta rồi. Bây giờ tôi muốn có thêm một dòng nữa, tức là thêm một cái T-row nữa, table row nữa. Thì tôi làm như này. Duplicate thằng này lên. Xếp xuống, refresh. Có thêm một hàng nữa. Thấy chưa? Cái phím tắt để duplicate một dòng là các bạn bôi đen hết một đoạn nào, cả cái đoạn nào các bạn muốn duplicate. Sau đó các bạn Ctrl Shift D. Đó là duplicate. Ctrl Shift D. Được chưa? Tôi duplicate thêm một lần nữa. Ba dòng. Như nhỉ? Nhờ chúng ta ngó một tí. Tôi tiến hành inspect element. Chúng ta nhìn thấy cái thẻ này không? Nhìn cái thẻ T3D này không? Chúng ta có vẽ nó ra đâu? Trong code không hề có. Thấy không? Trong code mình đâu có đâu. Ê, nó ở đâu ra? Các bạn nghĩ lý giải gì về cái vấn đề này? Code không có mà tự nhiên trình duyệt nó đẻ ra. Con này hay nhỉ? Là như nào? Chúng ta có thẻ là thẻ thứ 3. Thẻ T3D. T3D. Thế thẻ này ở đâu nào ra? Nghĩ nào? Nghĩ cái T3D ở đâu nào ra? Không ai có lý giải gì thế này. Hả? Nói đi. Thẻ phân vùng à? Phân vùng là như nào? Đấy, cái thẻ T3D khởi đáp nhé. Thẻ T3D này này. Nó là cái thẻ mặc định quy định về quy định cái vùng hiển thị phần thân của bạn. Nếu trong code HTML không có thẻ T3D, nó tự sinh được thẻ T3D trong các trình duyệt. Trong một bảng có thể là có 2, có 3, có 4, có 5 thẻ T3D cho kịp rồi. Nhưng mà không bao giờ không có thẻ T3D. Chắc chắn sẽ không phải có thẻ T3D. Số lượng thẻ T3D có thể là lớn hơn 1, lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy cái thẻ T3D này là của nào là gì? Chúng ta tiến hành duplicate thằng này, thằng TR cuối cùng á, chuyển text ở trong của nó là thành header. Chúng ta nhìn thấy cái dòng cuối cùng là dòng header đúng không? Dòng text cuối cùng là dòng header đúng không? Bây giờ tôi thử làm như này nhá. TH và nhét cái thẻ TR cuối cùng vào. Được chưa? Nó đang ở dưới cùng này. Nó lên ngay lên đầu tiên. Được chưa? TH là viết tắt của thứ table, head là đầu của bảng. Những cái gì nằm trong thẻ TH thì sẽ được đưa lên đầu, ưu tiên hiển thị đầu tiên, mặc dù kể cả nó có viết dưới cùng thì nó vẫn cứ phải được hiển thị đầu tiên của bạn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có tổ hợp TH và T3D. Thì T3D tôi vẫn biết là không biết ở đâu, tôi luôn luôn hiển thị T3D sẽ được luôn được hiển thị sau TH và trước T cũ. Đây chỉ là HTML sinh ra các thẻ để quy định những cái vùng hiển thị ở trong bảng. Được chưa? Có thêm 3 thẻ nữa. TH, T3D, T cũ, tức là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thẻ. Được chưa? Có đã thắc mắc gì không nhỉ?
Tên phút các bạn kể nó biết là đầu tiên nó có thể cùng một đến chân của bạn. À. Còn sinh viên thì rất có cái trò thú vị. Nói chuyện chuyên câu hỏi là cái gì nó cũng không. Thế nhỉ? Chúng ta có thẻ của bạn. Thế. Đó là thẻ TH. TH. TH chứ nhá. TH đi. Tiêu đề thì cái này nó tương đương với một thẻ TD. Hai thằng này tương đương nhau, tuy nhiên cách hiển thị của hai thằng này khác nhau. TD nó là hiển thị text bình thường, chữ căn bên trái. Đó. Còn TH thì là chữ căn giữa của đậm. Đấy, cách hiển thị của nó khác nhau. Đây, ví dụ trong thẻ TH, TH thì tôi hay viết ở trong thẻ TH. Bỏ đi một dòng là Ctrl X, duplicate một dòng là Ctrl D. Các bạn sẽ nhìn thấy nó bôi đậm và nó chữ được căn giữa. Thì chúng ta có thể là tương vào đây một cái đoạn lorem gì đấy cho nó dài ngoãng ra, thì sẽ nhìn thấy nó căn giữa luôn. Loại thẻ thứ 7 trong 3 table là loại thẻ TH liên kết table ending. Rồi bây giờ bài tập cho các bạn. Quên quả bằng một cái hình thức nữa. Đó là ở trong Excel chúng ta có khái niệm là mệt hai cell vào nhau đúng không? Này đúng không? Và thậm chí là mệt hai cái cell này vào nhau theo hàng dọc có luôn. Hay là 3, 4, 5 cái cell theo hàng dọc có luôn. Đúng không? Thì ở trong này chúng ta cũng có khái niệm đấy. Thế các bạn để ý nhé. Ở cái thẻ data này này, hai cái data đầu tiên này này, trong trường hợp tôi muốn mở hai cái nội dung này, hai cái dòng này vào với nhau để thành một cái thẻ, nó bao dài từ đầu cho đến cái thẻ này, phần thứ ba này, thì tôi làm nào? Tôi có một cái thuộc tính đây, dòng đầu tiên đây đúng không, tôi có một thuộc tính là col span, col là column, span là mở rộng ra, được chưa? Col span muốn mở rộng cái thẻ này thành, ví dụ muốn chiếm hai cell đúng không, bao gồm cả bản thân nó, thì là viết là 1, 2, viết số 2 vào đây, viết số 2 vào đây và xóa một thẻ TD đi, bởi vì cái thẻ TD này của chúng ta này, cái thẻ cell này nó chiếm khoảng chiếm cái độ rộng bằng hai thẻ khác, bằng hai cell khác. Bây giờ chúng ta refresh lại, thấy chưa? Nó bỏ cái ngăn cách này đi và nó mở rộng ra toàn bộ nội dung của cái thằng bên cạnh. Bây giờ tôi muốn chiếm nốt cái thằng này. Nâng lên, con span bằng 3. Xóa dòng tiếp theo đi. Được chưa? Bỏ ra đây. Con span. Và khi mà đã con span thì cái độ rộng của cái thẻ được đặt cái thuộc tính con span ấy, một mình nó sẽ bằng độ rộng của x chính là cái số này, cái số giá trị nằm trong con span tổng vào, thì cái thẻ một cái dòng này sẽ có mấy cell, 5 cell, vẫn là 5 cell, độ rộng tổng vẫn là 5 cell, bởi vì một thằng này có độ rộng bằng 3 thằng khác, cho nên là vẫn là 3 này, 4, 5. Các cái thẻ khác, các cái dòng khác vẫn là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Độ rộng của chúng nó vẫn bằng nhau, cho nên là
nó sẽ không bị méo bảng. Méo bảng trông như này, cắt đi một cái là biết ngay. Đấy, đây gọi là méo bảng. Hồng. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta mở dòng. Ví dụ tôi muốn mở hai cái này vào với nhau. Hai cái thằng này vào với nhau. Thì tôi làm nào? Hai thằng cuối cùng đúng không? Đây chúng ta có thằng này. Thằng dòng đầu tiên đúng không? Mở theo chiều dọc và mở hai dòng. Chúng ta sẽ có row span bằng 2 chẳng hạn. Row span bằng 2. Vậy thì sao? Cái dòng đầu tiên chúng cái dòng này chúng ta vẫn cứ phải có đủ 1 2 3 4 5. 5 như bình thường. Nhưng bởi vì mở theo hàng dọc cho nên cái dòng tiếp theo của nó phải bỏ bớt đi một thẻ TD. Bỏ bớt đi một cell, ví dụ tôi bỏ cái cell này đi. Thấy không? Bảng không bị vỡ. Nếu mà cái dòng tiếp theo đấy mà tôi không bỏ trông như này, loài một thằng. Được chưa? Đấy là về row span và col span. Đó. Được chưa? Có vào thắc mắc gì về dạng table và dạng list hoặc là dạng text không? Chúng ta vào cho tôi trang 24h này, 24h.com này. Thứ nhất, tìm cho tôi xem có bao nhiêu loại thẻ hiển thị text ở trong này. Thử tìm nha. Thứ hai, vào một bài bất kỳ, ví dụ như kiểu trong này này. Mạng chậm quá. Tìm cái này để chúng ta hình dung ra được sau này gồm những cái thẻ dạng text nào chúng ta nên sử dụng khi mà làm một trang website về tin tức. Sao lâu vậy nhỉ? Hả? Thế à? Do máy tôi đều. Đúng rồi. 24 giờ. Không thì đây các bạn vẽ tôi bảng là đây là bài 2. Bài tập 1 là tìm hiểu các loại thẻ tích có trong cái trang 24h.com trang chủ vậy. Bài 2 các bạn làm cái này thôi. Đã tôi bảng. Đây là bạn phải có cái test thực hiện như này. Đây là A, B, C, D, E. F, G, H, I. Sa. A, L, O, L, 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 L. Nội dung là gì các bạn tùy, tìm biết gì cũng tìm. Đây là cái bảng form như này. Bây giờ vào rồi đây. Trong cái đoạn bóng đá này nó hay có cái dạng bảng lắm này. Có.
Quýt cho là cách nó là cái này là cái này cũng đã comment ở trên rồi, bỏ đi, bỏ nó đi, bỏ nó đi. Trong cái thay bộ nó khó vậy. Không nhớ. Trong cái nó rộng ra. Cái nhiều nhiều lên nó ít nhỏ thì ra. Thank you.
Rồi, bài tiếp theo. Và nó là cái giao diện này. Thẻ vạch ngang này là thẻ Android. Thẻ Android. Thẻ này không có thẻ đọc. Đó, thẻ Android. Cắm giữa này thì có thể làm gì để cắm giữa? Đã học CS đâu? Dùng thẻ bắt thêm một lâu bình thường không? Biết. Dùng thử đấy. Ba thẻ chúng ta làm cái này. Ba bài thẻ làm cái này. Tâm giữa xong tận dụng cái table S để TH chẳng hạn. Đúng không? Đấy là tùy chúng ta tự biến cấu ấy, làm cách nào để sử dụng những thứ chúng ta đang có để xây dựng cái giao diện này. Các bạn đã xong giao diện nhá. Ok. Phần ok. Chứ không phải đối đọc nhá. Chân tôi nghĩ có thể làm hiện tại đang có cứ thế mà dùng. Đây á, đầu này á, I love HTML because có cần phải viết chuẩn có chứ. Yêu cầu thảm nào cứ thế mà làm.
Biết rồi. Tí nữa cho bạn về sớm. Biết tủ cách ra người đã chờ có chứ anh ngang lên thì trên dưới họ có thẻ rồi chưa học thì cái thẻ để có cái hình chân màu chữ ngó xem còn cái bài nào hay hay không cho làm. Ông nghe có cần chữa không? Xong chưa? Chưa nha. Chữa bài kia trước này. Chữa bài table trước này.
table này, chúng ta bỏ phần th này đi, chúng ta không có. Tiếp theo là cái row đầu tiên. Row đầu tiên thì chúng ta sẽ có một thẻ td là row span là thẻ A đúng không? Sau đến thẻ B là col span bằng 2 này. Xong thẻ E lại row span phát nữa. Được chưa? Thì ở đây tôi có dòng đầu tiên thì td đầu tiên là row span bằng 2. Đây là A header. Dù thế. Tiếp theo col span bằng 2 luôn. Đây là B header. Có row span bằng 2, đây là C. Xong, xong dòng đầu tiên. Sang dòng thứ hai thì còn có mỗi CD thôi. Đúng không? Bởi vì đã có cái A và cái E. À cái E, cái này là cái E. E hay C nhỉ? E. E ờ. Cái E kia là nó đã là row span của hai cái rồi. Thì chúng ta chỉ còn có mỗi thẻ TR và hai thẻ TD nằm trong. Đây là C header và D header. Thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ thêm cái border bằng 1 vào. Đúng chưa? Tiếp tục. Ở dưới là mỗi hai thêm hai cái TR nữa là 4 dòng đúng không? À là 4 cái TD, 4 thẻ TD nằm trong. Đủ chưa? Đây là bài 1, exercise 1. Chúng ta sang bài 2. X2. Rồi. Chúng ta ngó lại cái đề bài một tí. Ở đây là HTML practice exercise đúng không? Cái này viết được bằng cái gì nào? X2. Đúng nhỉ? Cái này còn chữ nghiêng nữa đúng không? Ừ thì chữ nghiêng. Thẻ em. Nghiêng chưa? Đây là căn giữa đúng không? Một cách. Cách thứ hai chúng ta hoàn toàn thể tạo ra một cái table. Nhét một thẻ TR và TH vào đây thì tự động nó cũng căn giữa. Tiếp theo, đến cái thẻ tiếp theo là thẻ về cái James Madison University đúng không? Đây là cái này làm nào? Hả? Hả? Thẻ gì? Thẻ H3 à? Cũng có lý. P xong rồi sao? P xong U, rồi làm sao để căn giữa? Cho thằng nào? Ừ, được. Chúng ta có thẻ H2 nữa hoặc là H3 nữa cũng được. Có Align Center James Madison University. Chúng ta có thể đưa vào đây thẻ U để xuống. Yeah. Hoặc là thẻ H2, cái này chắc là phải thẻ H2. Tiếp theo là một cái đường gạch ở dưới này đúng không? Chúng ta có thẻ HR. Thêm một cái gạch nữa cho nó xong đi. Ở trong này là cái đoạn I love HTML because 2 chấm đúng không? Thì viết vào đây. Đây là cái gì? Thẻ này là thẻ gì? Thẻ P. I love HTML because HTML nghiêng. À ừ ha. HTML nghiêng I. Mẹ.
Được chưa? Xuống dòng là thẻ gì? Hả? DL á? BR. Ông tôi không hỏi cái BR đấy. OL này. I learn it quickly. Quickly. I can make web page using code. Rồi. Easy one. Xong. Rồi, ba cái. Tiếp theo đến my professor email address is. Đây là có ở dưới chưa? Rồi, ok. Thẻ gì? Thẻ này là cái đoạn này là thẻ gì? Rồi, thẻ P. My professor email is. Cái thẻ này này, cái thẻ có chữ gạch chân nó A còng này. Chúng ta có thẻ A. A mail to. Hỏi chấm feedback cái gì đấy. Thì ở đây chúng ta có là clark ebt a còng jmi.edu.vn .edu chấm thôi. Và dưới cùng này là cái gì? Thẻ gì? Strong. Have a great day. Được chưa? Xong hai bảng. Chúng ta chuyển sang cái phần lý thuyết tiếp theo. Có bạn nào lỗi gì không? Hay là sai gì không? Nó có rất là nhiều cách làm. Nên là miễn làm sao ra đúng kết quả thôi. Chứ không nhất thiết là phải giống như tôi làm gì cả. Nhá. Tiếp theo, các thẻ quy định về vùng thẻ gì? Vùng những thẻ gì nào? Chúng trước mắt chưa hết giải thích cho tôi cái vùng hiển thị là như thế nào và chúng nó có tác dụng gì ở trong cái việc chúng ta xây dựng một website và nó là những cái thẻ gì, các cái thẻ có tác dụng như thế nào? Hãy giải thích cho tôi được không? Một, nó là cái gì? Lớp trưởng rồi. Cứ trả lời một câu, cứ được chỉ định một người khác trả lời tiếp. Là cái gì này? Ai? Dùng như thế nào? Được, ba là các kẻ. À, thích trả lời câu nào trả lời. Ngồi xuống. Cứ thế làm gì? Chưa hiểu và có thể nói là sai, phải biết cái này nè. Còn cái nào không? Đó là vùng hiển thị. Nó là gì nhỉ? Nghĩ là nào? Lãnh thổ, có hiểu không? Lãnh thổ đất nước từ Đức Cú cho đến Cà Mau đúng không? Vậy thì cái lãnh thổ là như nào? Ở đây vùng hiển thị cũng vậy thôi.
Thế đã học về CSS đâu? Đi học đi. Rồi đi, tiếp tục đi. Vùng hiển thị nó là như này, mình quét page mình bạn này. Một thẻ, ví dụ như thẻ page, thẻ A là cái nhập, thẻ U. Page nó dài đến đây đúng không? Thì nó chỉ chiếm một cái vùng đến đúng cái chỗ này. Còn cái đoạn bên này nó không quan tâm, nó phải đặt cái gì bên cạnh đây được. Nhưng thẻ P thì nó chiếm hết một dòng, mặc dù nó chỉ có một chữ cái, nó cũng chiếm hết một dòng. Được chưa? Thì chúng ta, nhưng mà khi để có được cái vùng này, chúng ta bắt được một text vào trong thẻ P, đúng không? Thì chúng ta ở trong này chúng ta có thể định các cái thẻ article, thẻ nát cũng vậy. Cái cách style của nó giống hệt như là thẻ A. Thì mỗi tội cái là nó là quy định một vùng sẽ được chọn ở trên cái giao diện trình duyệt, chứ không phải là thẻ này không phải là thẻ quy định cho phép. Yeah. Những cái thẻ kiểu như thế này là thẻ chiếm, nó sẽ chiếm lấy một vùng nằm trên một cái khu, một cái phần thành phần, à, một cái phần nào đấy của cái giao diện trình duyệt. Yeah. Trong và nó có thêm cái khả năng là chứa những cái thẻ thành phần khác, những thẻ P để chứa được thẻ table, thì có chứa được thẻ HR không, có chứa được thẻ input không, chả ai làm được cái đấy. Nhưng mà trong một thẻ div, trong một thẻ article, trong một thẻ nát, chúng ta chứa bất kỳ cái gì cũng được, không có ý kiến gì cả. Yeah. Nó đơn giản đó là nó sẽ giúp chúng ta chiếm một cái vùng nào đấy ở trên cái trình duyệt. Sau đó sao? Cái này nó còn liên quan đến một khái niệm nữa, đó là khái niệm về layout là cách sắp xếp các vùng hiển thị của cái website của chúng ta. Vì sao mà cái thằng này đây, thằng ví dụ như kiểu đây 24 giờ, vì sao thằng này nó chỉ chiếm đúng có một nửa của cái phần này thôi? Vì sao nó lại có đặt được cái quảng cáo ở đây, đúng không? Thì chúng ta tất nhiên là phải nhờ đến CSS. Nhưng mà CSS được cho một cái vùng hiển thị nào thì chúng ta phải có cái gì? Phải có một cái thẻ để nó đại diện cho toàn bộ cái vùng hiển thị đấy. Thì các cái thẻ, ví dụ như thẻ div, thẻ article, thẻ nav, nó chính là cái thẻ bao ngoài, ví dụ toàn bộ vùng này là một thẻ div. Nhưng mà cả một cục mà bao hết cả vừa rồi lẫn cái đoạn URL ở dưới này, nó cũng là một thẻ chứa vùng hiển thị nữa. Và chúng ta phải xác định được những cái thẻ đấy ở trên giao diện. Sau đó chúng ta HTML, nếu HTML nó tạo dùng thẻ div bình thường thì cái thằng này, cái thẻ bao ngoài cục này, nó chiếm hết một dòng này. Sau đấy, đến phần này đúng không? Nó lại đẩy xuống dưới tiếp. Vậy chúng ta không thể style được các cách như này, thì chúng ta phải dùng CSS để quy định lại cái vùng mà nó sẽ được chiếm trên màn hình. Nhưng mà để quyết định được cái việc đấy, chúng ta cần một loại thẻ gọi là thẻ quyết định về vùng hiển thị. Sau đó chúng ta đặt cho nó một cái ID hoặc là đặt cho nó một class rồi tiến hành style CSS tại chỗ. Được chưa? Cái tác dụng của nó chỉ là vậy thôi. Tôi thích là tôi chiếm một vùng trên giao diện. Còn cách hiển thị mặc định của tôi nó giống y hệt cái thẻ P. Đó là cứ ông cứ xuất hiện tôi ở trong cái giao diện web là tôi chiếm hết một dòng. Còn sau này ông có thể thay đổi cái cách hiển thị của tôi bằng CSS được tính sẵn. Được chưa? Và mỗi một cái loại thẻ như thế này nó sẽ có một ý nghĩa riêng. Có ý nghĩa đấy nhá, không phải là người ta sinh ra để chơi đâu. Thì ví dụ chúng ta có các cái thẻ như sau. Đầu tiên phải nhắc đến cái thẻ là thẻ body. Thẻ này là phải nhắc đến đầu tiên. Thẻ body là thẻ lớn nhất để chứa nội dung đúng không? Cái vùng hiển thị của nó toàn bộ cái giao diện trình duyệt. Sau đó đến cái thẻ là header. Thẻ header, header là gì? Phần đầu của trang. Thế vậy nếu các bạn hiểu thì ý nghĩa là phần đầu của trang. Nói cụ thể này, thứ nhất là này. Header các bạn đang hiểu là gì? Ừ thì header là đầu, đây là đò. Nhưng mà vẫn chữ đò của đâu? Cái thẻ này các bạn nghĩ nó sẽ nằm vào đâu? Đây nha, một trong web thì nó sẽ như thế này. Rồi thì chia đầu, chia thân, chia cuối.
thì là header này là phần đầu này, đây ạ. Đúng không? Có nghĩa là gì? Đừng nhầm lẫn nhé. Đừng bị nhầm lẫn. Ok, trong một cái giao diện website, trong một trang web, chúng ta có phần đầu website thật, có thật. Nó thường thường là chứa top menu này, top menu này, rồi thì logo này, rồi thì ở đây là cái tìm kiếm này, ở đây là những cái phần khác của site, nó ở phía dưới đây là cái menu navigation. Ok, cái này toàn bộ các phần này nằm trong phần header trang web, các bạn thấy không? Tuy nhiên nó chưa hẳn. Trong ví dụ trong phần này, trong cả cái phần này, đó là cụ thể là trong ở phần này, chỉ là trong cái nội dung bài này thôi nhé. Chỗ nào là chữ header? Cái này là cái header đúng không? Đúng không? Thì đấy, trong một cái mỗi một cái phần này thì chúng ta gọi nó là một cái component hay gọi là một cái module, nhớ. Thì trong mỗi phần đấy, kể cả đến table có header mà, đúng không? Thì tại sao các cái component của chúng ta không có header? Thì thẻ header ngoài cái việc là nó quy định về cái vùng hiển thị của phần đầu của trang ra, thì nó còn quy định thêm nó là cái phần đầu tiên, phần về tiêu đề, phần về cái vùng chọn đầu tiên của một cái component của chúng ta. Được chưa? Đây là hai cách, hai ý nghĩa chứ không phải chỉ một nhá. Được chưa? Nhớ tôi cái điều đấy. Xong, cái đầu tiên là header quy định về phần đầu của một cái module hay một component hay là một phần header mà một trong web. Đầu tiên. Tiếp theo, đã có header thì sẽ phải có cái gì? Gì thế nào? Tìm hiểu rồi. Đi tìm sao? Chưa phải đáp án không muốn. Ngoài đã có header thì có phút tờ. Đầu và cuối. Cái này không giải thích nữa. Được chưa? Cách hiển thị của hai thằng này giống hệt nhau. Khác mỗi thằng body không? Body là thằng khác nhất. Bởi vì body nó có cái thuộc tính là marking. Marking cách ra bốn phía, cách ra rìa của chỉ việc ra bốn phía, mỗi phía 8 pixel. Thì đây là thằng khác nhau duy nhất. Được chưa? Còn tất cả các thành phần này đều có cái hiển thị mặc định giống y xì nhau, chiếm hết trọng. Được chưa? Chỉ khác tên hẻo thôi. Tiếp theo là có header, có footer, có gì nữa? Tìm hiểu rồi. À, sai. Chưa đồng ý rồi. Không phải section. Section sẽ phải đi với article đi với đi. Đấy là tập hợp ba thằng đến nhau. Hả? Cái gì? Main. Chứ gì thế này bây giờ? Có đấy. Search đi. Search telegram. Và những cái này, những cái thẻ này, những cái thẻ đăng nhắc này, nó là thẻ của HTML đang giới thiệu luôn. Gần đây tôi có cách đây khoảng mấy năm mới có. Chứ còn trước đây là HTML 4 có. Web 2.0 có. Được chưa? Có thể main không? Đó là rồi. Đây là ba phần. Phần main thì thường thường là cái phần chứa nội dung chính của website. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có một website nó chia như này. Header này, footer này. Main nằm ở đâu? Đây ạ, à, cả cái vùng này. Đúng không? Xác chưa? Ta trên luôn. Chúng ta có một thẻ này không? Đây là main. Đây là thẻ aside. Được chưa? Tiếp theo là thẻ aside. Đây này, đây này là cái aside này. Được chưa? À, phần quảng cáo hay những cái bài viết liên quan hay là những cái chúng ta nếu mà hay đọc truyện chắc chắn là nội dung truyện nó ở giữa này và hai bên là hai quảng cáo chạy chạy đúng không? Nếu mà đúng như vậy thì hai bên là hai người sai. Được chưa? Đây là bốn cái thẻ về những cái vùng hiển thị chính của một website, vùng của website. Đây là cụ thể hơn. Xong nhá, xong bốn thẻ này chưa? Tôi giải thích ý nghĩa nhá.
Giải thích ý nghĩa là cái việc này nó ảnh hưởng đến cái việc chúng ta sell ra chúng ta. Alo anh. Alo anh. Đó. Rồi, đỡ sai. Không chưa? Vẫn còn nữa. Cái vùng mà để làm cái menu không cũng có thể đi. Để đi NAV, viết tắt của Navigation. Xong chưa? Đó là bên. Này người ta làm để làm cái gì? Thì nó là gì? Mà mình sau rồi chia nhiều là các thẻ. Và những cái thẻ này là những cái thẻ rất là quan trọng nhá. Chúng ta chia được website của chúng ta đẹp hay không là dựa vào những cái thẻ này. Tiếp theo, những cái thẻ tiếp theo là mình chọn. Chúng ta có tổ hợp của thẻ article, section và Deep là division, section là vùng, article là bài viết. Tất nhiên ba thằng này và mấy thằng bên này các kiểm định của nó mặc định cũng giống hơn nhau, chẳng khác mẹ gì. Nhưng mà bên này nó là quy định như nào? Một trang web của chúng ta nó là gì? HTML là cái gì? Hypertext, đúng không? Cái từ đầu tiên nó là hypertext, còn hypertext là cái gì? Siêu văn bản, đẹp kinh khủng. Cái hypertext của văn bản thì bài văn chúng ta vừa rồi cái bài gì mà thi trung học quốc gia cái gì mà thấu cảm không phải là văn bản. Đọc lại đề đi. Thấu cảm là lại cảm lạnh thấu xương. Thì một bài văn thì cái nào là to nhất trong một bài văn? Phân bài, mở bài hay là kết luận là con nhất? Là cả bài văn, cả cái bài văn đấy nó làm một cái article nó là con nhất. Được chưa? Cả bài văn nó mới là cái vùng chiếm nhiều nhất diện tích chứ. Nó thân hay mở hay kết nó chỉ là một cái section, một cái phần tử nằm ở trong cái article thôi. Đúng không? Trong mỗi cái phần section mở thân viết đấy nó lại có những cái vùng để thể hiện một ý riêng thì nó là một cái deep. Đó, hết khái niệm về ba cái này. Hiểu hay không thì tính các bạn. Dạ. Đây là những cái thẻ về vùng chọn. Cái những cái thẻ chúng ta dùng cực kỳ nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà đến phần làm CLS chúng ta mới dùng nhiều. Còn bây giờ chúng ta chưa dùng mấy. Bởi vì nó có mỗi cái hiển thị, mỗi style lại khó. Nhớ hơn là trong một thẻ một chọn này thì chúng ta có thể chứa được bất kỳ thẻ. Deep có thể chứa được header, footer luôn, bình thường. Deep cũng có thể chứa article luôn. Đây là thẻ của máy mà học rồi. Text là 1 này, list là 2 này, table là 3 này, gì nữa? Vùng chọn là 4 này, còn khoảng 3 này nữa. Còn nhiều cái đấy. Bây giờ các bạn có thắc mắc gì không? Thắc mắc thì hỏi luôn. Thẳng rồi nhờ. Không biết đâu thắc mắc gì.
Tiếp tục này, chúng ta có cái thể loại thẻ tiếp theo, đó là loại thẻ về link. Thẻ link thì có mỗi thẻ thôi, là thẻ A. Cách dùng thì nó có hai cách dùng, hai ý nghĩa, ba ý nghĩa, nhưng cái ý nghĩa email thì ít. Đây, dùng như này thì sẽ biết. Đây, ví dụ tôi có cái index này nhá. Sang index. Tôi chạy nó đã. Open in browser. Giờ 1, 2, 3, 4 cái giả cái danh sách lúc nãy của chúng ta. Thấy chưa? Bây giờ này. Thẻ link. Tôi có một thẻ A. Hrep. Hrep bằng table.html. Link to table screen. Có cái nhá. Thấy chưa? Link to table screen này. Sau đó chúng ta hover vào cái thẻ A đấy, chúng ta nhìn góc ở phía dưới. Thấy không? Là file library web server document 161706.02table.html. Tức là đường dẫn trỏ đến cái file table html kia. Nhá, bây giờ kích vào. Sang nhanh table chưa? Back lại. Kích vào, back lại. Yeah. Đây là thẻ hyperlink siêu liên kết. Liên kết từ một cái file HTML này sang file HTML khác. Được hiển thị trên giao diện, trên trình duyệt. Đây là cách dùng đầu tiên. Ô chết mẹ, màn hình quay của tôi đâu rồi? Mình nhớ mình quay rồi mà. Ô, lừa nhau. Tôi nhớ tôi quay rồi mà. Đây đấy, đang quay hay sao? Đây, không quay nữa này. Rồi ok, chắc là nó đang quay. Kệ nó rồi. Mình không nhìn thấy đâu rồi. Đấy chứ nhỉ? Đấy là cái cách dùng đầu tiên của một thẻ. Thẻ A. Xong chưa? Còn nào thắc mắc không? Bây giờ nếu mà các bạn thích, các bạn hoàn toàn có thể link ngược lại. Ví dụ table nhá. Tôi đặt lên đầu này. Ahrep bằng index HTML. Đây là back to index screen. Refresh này. Link to table, back to index. Hai trang này nó có thể link đến nhau. Thì cái thẻ A này này nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái việc gì? Liên kết các trang siêu văn bản với nhau. Oh, nghe rất là kinh. Thực ra chỉ là đổi từ trang HTML này sang trang HTML khác để hiển thị trên trình duyệt thôi. Được nhá. Đây là một cách đầu tiên. Cách thứ hai này. Cách thứ hai, cách dùng thứ hai này, chúng ta ngó cái. Đâu nhỉ, trang index đâu nhỉ? Đây là trang index rồi. Đây là UL OL này. Đây UL đúng không? Tôi sẽ có một mớ thẻ VR ở đây. Rồi. Phải kéo tiếp dưới này mới thấy đúng không? Bây giờ tôi có, tôi copy lại một cái thẻ OL. Không thì để dưới này một thẻ div đi. Kiện th. Xong, bây giờ tôi đặt cho cái thẻ div này một cái thẻ, một cái thuộc tính là ID bằng target. Được chưa? Tôi link lên đây. Thăng target. Target này, thăng target này. Focus to thiện th. Để xem nó có tác dụng gì nhá. Được chưa?
Được nhá. Rồi enter xuống nữa thì các bạn mới thấy là nó focus thật, bởi vì cái dòng đấy nó đang ở dưới cùng nên nó không xuống được nữa. Chờ tôi tí để tôi copy cái đoạn này từ bên dưới. Đây. Refresh này. Dạ, giờ bấm vào đây này. Nó không link đi đâu hết mà nó chuyển sang focus đúng vào thằng này. Đúng vào cái ID mà nó nằm, nó đại diện ở trong cái, ở trong cái href của thẻ A. Được chưa? Nó sẽ tự động nó link và focus đến một phần nào đấy của website của chúng ta có cái ID đúng bằng cái href dấu thăng này. Cái tag ở sau này, tag target này này, nó chính là cái ID của cái thẻ mà chúng ta muốn focus vào. Giờ đây là cách dùng thứ hai của thẻ A, là focus vào một phần nào đấy trong cái website của mình. Cách dùng thứ nhất là link các cái trang HTML lại với nhau. Cách thứ hai là focus vào trong một cái thẻ nào đấy ở trong trang HTML. Chúng ta nhớ cái cách thứ hai là có cái dấu thăng, thăng ID. Chỉ có focus được vào ID không? Cách thứ ba là sử dụng từ mail. Nó mở ra một cái giao diện để từ mail. Thì chúng ta cái HTML này, chúng ta đổi thành mail to. Thì cái đấy các bạn cũng tìm hiểu một câu. Nó chỉ là mở ra một cái dialog để chúng ta từ mail được. Không nhá. Bây giờ nhá. Xong thẻ A rồi. Chúng ta tìm hiểu cho tôi các thẻ này. Đồng thời chúng ta nghỉ một lúc. Đấy, đúng được. Nói tắt của. À, chúng ta tìm hiểu cho tôi các cái thẻ media. Loại thẻ tiếp theo media. Là bao gồm các thẻ ảnh. Video. Audio. Đó, mình hiểu cô thì cứ ở nhà. Chờ tí nhé. Đến 8 giờ 10. Thank you.
Theo các bạn thì phím nào trên bàn phím của các bạn quan trọng nhất với lập trình viên? Sai. Đi nào. Khỏi ta. Với tôi phím quan trọng nhất là phím N. N. N và Home. Biết vì sao? Code phải xuống cuối dòng thì mới enter xuống được. Code phải xuống cuối dòng mới chấm phẩy được. Đúng không? Code còn làm này nữa này. Đây là về home này. Giữ shift này. Về end này. Bôi đen này. Rồi phải duplicate. Dùng để move xuống dòng dưới.
đưa lên trên, đúng không? Đây, home này, home hoặc là home này, bạn bấm phím home là về đầu dòng này, giữ shift này, end này, ừ, hả? Giữ shift, vừa mới nói khỏi mồm rồi, giữ shift này, end này, hiểu chưa? Với tôi hai phím đấy là hai phím quan trọng nhất. Đỡ phải dùng chuột. Nên các bạn để ý tôi rất ít khi dùng chuột. Còn cái này có biết không? Enter xuống nhá. Giữ Ctrl này. Các bạn giữ thử đây, Ctrl này. Đúng không? Hoặc là muốn các bạn trong trường hợp các bạn muốn xóa hết những cái từ giống nhau ở cùng vị trí giống nhau. Ctrl D. Nó bôi hết này. Nhá. Biết phím tắt là một cái lợi thế rất lớn của các bạn. Performance khi mà làm việc nó sẽ cao hơn một chút. Hạn chế dùng chuột thôi. Chuột nó hay dùng cho mình đồ họa. Nhưng còn hoặc là những cái người kiểu dạng hơi amateur một chút. Nhưng còn với lập trình viên thì ít khi dùng chuột. Tôi ít khi dùng chuột. Nhớ lấy vài tổ hợp phím, ví dụ như cắt một dòng này, cắt một dòng hả, chèn cốt rồi một đoạn là như nào, đây nha, ví dụ như này đúng không, này đúng không? Bạn muốn trỏ con trỏ đến đây đi. Nếu mà không dùng chuột nhé, trong dùng chuột thì các bạn cứ dí chuột vào đây mà gõ thôi. Trong trường hợp nếu dùng chuột, hả? Ý bạn là như nào? Không hiểu. Ví dụ tôi bôi đen cái chữ minima này đúng không? Viết theo B vào đấy, táp ra. Nó như nào nữa? Thẻ B chứa luôn cái đoạn đấy rồi sao nữa? Ví dụ đây nha. Em làm theo đúng ý bạn là tôi đang hiểu như này. B. Đấy à. Cháo phím nào nhanh. Cháo phím nào nhanh cho cái việc đấy cả. Trừ khi các bạn biết B này. Ví dụ các bạn biết như này thì nhanh. B này, sau đó trong này với Lorem. Cái này thì nhanh. Còn cháo cách nào nhanh. Còn bôi đen nếu mà bạn chỉ muốn bôi đen một đoạn ở trong cái dòng này chẳng hạn, đoạn ở trong cái đoạn code này thôi, thì chúng ta có cái tổ hợp phím là Ctrl Shift. À nhầm. Com đây. Nó sẽ bôi hết cả chữ cho các bạn. Ctrl Shift sang trái hoặc sang phải. Bôi hết một từ luôn. Muốn di chuyển đoạn này lên trên hay xuống dưới thì là Ctrl Shift lên xuống. Ba cái tổ hợp phím hay dùng. Giữ Ctrl này. Đóng kích từng hàng một.
Ông người ta chưa làm được cái việc đấy, chứ không phải không ai nghĩ đến. Người ta chưa làm được cái việc đấy. Bởi vì biết làm sao được các ông các bà muốn kích vào đâu. Đúng không? Rồi. Thẻ IMG thì dùng nhá. Đây luôn. Nhà đang thừa tiền. Rồi thẻ IMG thì như nào? Thẻ IMG là quy định cho một cái ảnh này. Quy định vùng hiển thị cho một cái ảnh này. Cái ảnh sẽ được hiển thị vào đây. Sau đó chúng ta có thẻ SRC, nó sẽ tự sinh cho chúng ta hai cái attribute là SRC và ALP. SRC nó giống như kiểu là cái href ở trong thẻ link của bạn. Đó, đường dẫn đến cái ảnh. Ví dụ tôi muốn dẫn đến cái ảnh icon.jpg này, tôi viết thẳng vào đây. Xếp xuống, ra ngoài refresh. Đây cái ảnh. Ảnh rất là to. Nếu các bạn để nguyên thì nó sẽ hiển thị đúng cái kích cỡ của cái ảnh trên cái trình duyệt. Kích cỡ gốc ấy, của ảnh là bao nhiêu nó hiển thị đúng đấy luôn. Bây giờ nếu trong trường hợp chúng ta muốn giới hạn lại cái độ rộng và độ dài của cái ảnh, chúng ta có thuộc tính là width trong này luôn. Ví dụ để là 300 pixel, 200 pixel chiều rộng. Nó còn đúng 200 pixel. Nâng lên 400 pixel. Chưa? Đây là zoom out, quy định cái kích cỡ của ảnh. Trong trường hợp mà chúng ta muốn quy định cả chiều dài của nó, tôi để cái ảnh này độ khoảng 2 bằng 600 pixel. Tôi để 600, 2, 600 thì các bạn xem dài ngoãng ra. Đây là tình trạng ảnh bị vỡ. Bởi chúng ta cố tình thay đổi cái chiều rộng, chiều dài của cái ảnh để cho nó phù hợp với cái màn hình của chúng ta. Tất nhiên ảnh nó sẽ bị kéo dài ra, mặc dù ảnh nó đang theo cái tỷ lệ là chiều dài, chiều ngang dài hơn đúng không? Chiều hai chiều ngang lớn hơn chiều dài. Nếu chúng ta cố tình ép cho cái chiều dài nó lớn hơn thì nó sẽ vẫn kéo được ra. Nhưng mà nó sẽ bị vỡ ảnh, ảnh nó sẽ bị méo như này. Được chưa? Thế bây giờ thì cách giải quyết cho cái này là cái gì? Không có cách giải quyết nào. Chỉ đơn giản là chúng ta chỉ kéo ảnh theo một chiều thôi. Ảnh nó sẽ tự động lấy đúng tỷ lệ mà nó được chụp ra. Và tốt nhất không làm cái việc là resize ảnh cả hai chiều, nó sẽ bị vỡ. Trừ khi chúng ta crop ảnh. Chúng ta có hai khái niệm nhé. Khái niệm là resize, được chưa? Và chúng ta quy định lại chiều rộng, chiều dài của ảnh. Khái niệm thứ hai là crop ảnh. Crop ảnh thì ở đây chúng ta không làm được. Với HTML không, chúng ta không làm được. Chúng ta phải sử dụng JS hoặc là sử dụng một công cụ khác, ví dụ như Paint của các bạn có thể group được ảnh theo số lượng pixel, đúng không? Thì là ví dụ chúng ta chỉ cắt mỗi cái bông hoa này thôi thì làm được. Yeah. Còn với HTML không, nó không làm được cái việc đấy. Được chưa nhỉ? Và lưu ý cho tôi, khi mà đã resize ảnh thì chúng ta resize theo một chiều. Chiều dọc hoặc là chiều dài hoặc là chiều rộng, chứ không resize ảnh theo kiểu là quy định cả hai chiều. Giờ nó sẽ bị méo ảnh ngay lập tức. Tiếp theo là tôi tiện đây tôi nói luôn về cái khái niệm là đường dẫn tương đối. Đường dẫn tuyệt đối ấy, nó là cái kiểu như thế này này. Đây đúng không? Cái đường dẫn là từ file library, thư mục library của tôi đúng không? Thì tôi ném vào đây. Library này, đến HTML tôi bỏ cái media HTML này đi, copy vào. Nó vẫn hiển thị như bình thường. Cái đường dẫn tuyệt đối là từ ổ cứng lấy ra ngoài. Đúng cái cấu trúc thư mục, đúng cái đường dẫn thư mục đấy thì nó đúng là nó ra thật, đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Các bạn thử mà xem. Các bạn mở vào cái Explorer của bên Windows của các bạn, xong sau đó các bạn copy cái đường dẫn từ cái ổ C hay ổ D của các bạn đến cái file ảnh. Các bạn pệt vào đây nó cũng hiển thị đúng luôn. Nhưng mà như thế này, tôi mà đưa cái file HTML và đưa cho bạn cả cấu trúc L02 này đưa cho các bạn, chết chắc. Bởi vì các bạn ở trong máy các bạn có ổ C, ổ D, nó không tồn tại cái thư mục root sược như của tôi, đúng không? Thì cái ảnh sẽ chết chắc. Ví dụ như ở đây của các bạn, tôi bắt trước các bạn là tôi có ổ C 2 chấm như này, đúng không? Xếp xuống thì chết chắc luôn, không có ảnh. Bởi nó không ra, đường dẫn sai, đúng chưa? Thì tuyệt đối khi mà chúng ta code web, chúng ta không đưa cái đường
đường dẫn tuyệt đối vào trong cái việc import một file ảnh hay một file CSS gì cả. Không đưa vào. Đấy chưa? Chúng ta chỉ đưa cái đường dẫn tương đối vào thôi. Tương đối là như nào? Ví dụ bây giờ tôi có cái trong này tôi tạo ra một cái thư mục tên là public. Tạo thêm một cái thư mục tên là public đi. Ờ, sao mình viết chữ hoa ta? Cho cái rename đó. Public. Xong được nhỉ? Em nằm gì ở trong này? Đây là phần mềm mà Trang. Public này. Trong public này tôi đưa ra thêm một cái thư mục nữa tên là image. Trong image này tôi phải tiến hành là copy. Tôi cắt cái thằng này, tôi vứt vào đây. Được chưa? Vứt vào đây. Phải ảnh à? Bây giờ tôi refresh cái đường dẫn ảnh này ra ngoài chắc chết chắc luôn. Đúng không? Bởi vì cái ảnh nó không tồn tại, không còn tồn tại ở cái đường link là library web server document 17 1706L02 đến cái đường dẫn ảnh nữa, không còn nữa. Cho nên không ra là đúng rồi. Bây giờ làm sao tôi dùng một cái đường dẫn tương đối để tôi link từ link cái ảnh vào trong cái chỗ này. Thì các bạn nên xem đâu inline như nào. Đọc đi. Chấm chấm. Gạch chéo. Chấm chấm. Bàn chấm với lại chéo. Sao? Ừ. Một cấp. Xong chưa? Rồi, test phát biết ngay có gì đâu mà cãi nhau. Không ra. Đúng không? Cái đường dẫn ở đây là cái gì mới đúng? Nếu muốn tìm cái đường dẫn tương đối thì chúng ta phải xét xem là cái file nào đang được trình duyệt, nó chọn nào nó đang duyệt. File của chúng ta là file gì, đang là file gì? Media.html đúng không? Bây giờ co cái thằng này ta. Media nó đang ngang hàng trong public này, đúng không? Đúng chưa? Mà cái file ảnh của chúng ta cần tìm nó là nằm trong này, trong public, trong chọn đến image, đúng không? Xong mới chọn đến tên này. Được chưa? Vậy chúng ta viết như nào? Một chấm sượt. Biết một chấm sượt là gì không? Tát cho phát. Ai bảo lùi lại một cấp. Cái một chấm sượt này là trỏ đến cái thư mục chứa của cái thư mục đang được set hiện tại. Trỏ đến thư mục chứa của thư mục đang được set hiện tại. Thư mục đang cái file hiện tại là file media.html đúng không? Thư mục chứa của nó là thư mục gì? L02. File đang được trỏ, file đang được trình duyệt trỏ là file media.html cơ mà. Đúng chưa? Thì nó là cái thư mục L02. Đúng chưa? Trong cái thư mục L02 này mới có cái thư mục là public và các file HTML. Bây giờ muốn tìm cái ảnh nó phải nằm trong public đúng không? Chúng ta trỏ tiếp vào public. Được chưa? Sau đó trong public này lại có thư mục, phải qua thư mục image rồi mới đến cái thư mục là icon. Đúng không? Thì chúng ta có cái thư mục image sượt icon.jpg ra ngoài refresh. Wow, sai gì ta? Không cái mông chẻm đi tinh. Biết vì sao tôi nhét vào không? Tất nhiên tôi đã nói gì đâu. Ai chả biết là không có vào mình nó ra không, nó sẽ ra. Nhưng mà sau này các bạn nên tạo cho mình cái thói quen như thế này. Để làm sao? Bởi vì á, sau này khi chúng ta chạy một website, cái đường dẫn lên ảnh đó, nó sẽ trỏ trong group của chúng ta. Bây giờ nếu tôi để public như này, đúng chưa? Để public này vẫn chạy là chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi có một cái đường dẫn đây là trang tôi có một cái file, phải có một cái thư mục trước, thư mục tên là web page chẳng hạn. Xong tôi có cái web này, tạo ra một cái file là test
.html. Đây tôi bê nguyên cái thằng này vào. Giờ public có ra được không? Mà phải lùi ra một thư mục đúng không? Lùi ra ngoài một thư mục để cho nó ra cái thư mục là 02 này chúng ta cần bắt buộc phải có là chấm chấm sược. Và lùi ra ngoài một thư mục. Được chưa? Đâu? Sược 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 cái gì? Đây cái gì? Đây hả? Rồi, test nha. Thảo? Rồi nhá. Sược sược icon.jpg này. Đây hả? Rồi. Toàn thanh chém. Như nào giống như email? Ừ. Đây đây, web file test đang chạy file này này. Sao lại cung cấp với LO2? À LO2. Cùng là cùng làm ra. Khổ lắm cơ. Rồi. Nhìn lại nào. Cứ bình tĩnh. Không có gì để vội cả. Bình tĩnh, nhìn lại. Nào. Này cái này. File đang bình duyệt là file nào? File đang bình duyệt trỏ đấy là file nào? Đẹp. Đẹp đây đúng không? Được. Bây giờ cái chấm chấm sườn. Các bạn bỏ hết mấy cái sai của chúng ta đi. Thôi quên. Tôi đúng. Đấy là được. Được. Cái chấm chấm sườn là tôi vừa nói là lùi ra ngoài cái thư mục đúng không? Thư mục đang được trỏ đến và file đang được trỏ đến là file test. Lùi lại một thư mục là lùi về đâu? Tát cho phát. Lùi về đây. Thư mục đang được trỏ đến và đang file đang thư mục được trỏ đến chứ không phải là lùi lại một cấp của cái thằng test này, test này. Đúng không? Lùi lại một thư mục tức là file cái thư mục đang được trỏ đến là thư mục web page. Đúng chưa? Thư mục đang được trỏ đến là thư mục web page đây này, URL đây này. Đây URL đây. Đây là file. File đích, còn thư mục chứa là thư mục web page, được chưa? Bây giờ tôi tiến hành lùi lại một thư mục. Tôi tiến hành lùi lại một thư mục thì nó phải lùi ra ngoài cái thằng cha chứa của thằng web page và thằng L02 này. Được chưa? Đến bây giờ lại là về thư mục gốc. Và tìm đường dẫn trỏ đến file icon. Thì phải trỏ đến cái gì đang ở 0.02. Trỏ đến cái gì? Public. Trỏ đến image. Rồi trỏ đến icon. Được chưa? Nhớ tôi cái cách đấy. Nếu mà các bạn cứ duy trì cái trò mà làm quen đi ấy, bỏ cái chấm chấm này đi này, hoặc là bỏ cái chấm sược đi ấy, đấy là một cái thói quen cực kỳ xấu. Sau này khi các bạn làm ấy, nó sẽ không đơn giản như thế này nữa đâu, mà nó sẽ chuyển sang là ví dụ như kiểu là amdev chấm vn chẳng hạn như này. Xong tôi vào một cái trang là trang admin chẳng hạn, admin chẳng hạn, trong này có một file vp mà bây giờ các bạn cứ kích cái ảnh img mà các bạn img dòng src public cái của nợ gì đây này, chắc là sẽ bằng cái gì đây này, các bạn biết nó trỏ đến đâu không? Trỏ đâu biết không? Nó sẽ tìm cái file này này, tìm cái thư mục PR group của chúng tôi nhá, hay là web group của chúng ta chứa cái project của chúng tôi ở đây, nó tương đương với cái L02 ấy. Nó sẽ tìm đến cái file nào tên là file admin sược public sược cái gì đấy chấm img này này. Mà mặc dù cái thư mục public ấy là cái thư mục public này là cái thư mục duy nhất của toàn bộ hệ thống và nó phải ngang hàng với thằng admin, vấn đề không? Nếu mà cái URL nó đang trỏ đến
đang chọn cái URL admin này, nó sẽ tự động tìm đến cái file nếu mà không có cái sược ở trước thì nó sẽ tự động tìm đến cái thư mục public nằm trong cái thư mục admin. Như vậy là vẫn đi hết, cơm cháo bỏ hết. Yeah. Cho nên là các bạn cứ nghe tôi suy giải đi. Cứ nghe tôi suy giải đi đã. Sau đó chúng ta mới phone sau. Khi mà sử dụng cái đường dẫn tương đối thì nếu mà cái thư mục cái file đang được chọn đến ấy, nó ngang hàng với cái thư mục public, tốt nhất cứ thêm cho tôi cái chấm sược vào đây, thêm hai ký tự, không làm chúng ta gầy đi được, không bớt tiền chúng ta đi được, cứ thêm vào, cứ cái gì chắc chắn chúng ta làm được chưa. Đây là cái đường dẫn tương đối chọn đến cái thư mục và cái file đang được duyệt, sau đó chúng ta lùi ra một cấp, tiến lên một thư mục, hay là chọn đến cái thư mục hiện tại đang được xét rồi link đến cái file cần import vào, thì chúng ta làm theo cách này. Thấy chưa? Nhớ tôi là một chấm sược thì là trỏ đến cái thư mục đang được xét hiện tại, hai chấm sược là lùi ra một cấp, sau đó tiến lên đến các cái thư mục ảnh. Thấy chưa? Nếu chúng ta muốn lùi ra hai cấp thì chúng ta để là hai cái chấm sược đây như này, không ai đánh không ai giết các bạn cả. Được chưa? Miễn làm sao trỏ thư mục là ok. Yeah. Rồi, đây là file. Đây là cái thẻ đầu tiên về media, là thẻ về IMG. Như nhỉ? Thẻ IMG. Thẻ IMG nó còn một cái thuộc tính nữa là thuộc tính ALT. Cái ALT để làm cái gì? Hả? Hover chuột vào, nó hiển thị ra. Tên gì? Đúng, đấy là một. Nên là tôi viết linh tinh vào đây. Hover vào rồi mà. Sao nhìn cái gì? Diệt thuyền, tôi đang chạy nhầm file. Dạ. Ok, cái này nó phải là như này. Được chưa? Tác dụng của nó là khi ảnh không load ra được thì cái text các bạn viết ở trong ALT sẽ được hiển thị. Cái việc này liên quan đến việc thu âm sale. Nếu mà trong cái IMG của bạn có cái ALT này thì nó sẽ các bạn sẽ được cộng điểm index để trang của bạn. Được chưa? Xong về cái IMG, chúng ta đến cái tiếp theo là cái video. Thẻ video thì gồm những cái gì? Bạn nào đọc cho tôi nào? Tìm hiểu cho hẳn 10 phút tìm hiểu. Video. Sure. Đã vào xe đến cái gì? Đường dẫn đến cái gì? Tôi link một file YouTube vào đây được không? YouTube. Em của anh đừng của ai. Nhắc vào đây được cái gì? Đúng không? Được không? Cho suy nghĩ tiếp. Trường hợp này là phải test rồi. Đã tìm hiểu là phải test hết cái trường hợp chứ. Không tôi cho các bạn 10 phút là mẹ gì. Chỉ đọc về cái video, cái sược này chắc là tôi chỉ mất được khoảng 20 giây. Có được không? Chưa ai tìm hiểu à? Chẳng qua đến bản quyền. Đấy. Tức là không link được. Được chưa? Vậy làm nào để nhét một cái video vào website? Thì copy về.
kiếm cái video nó ngắn ngắn rồi, video tận 34 phút tải Tết. Chờ thì để nó convert. What's happening, guys? Have I ever reviewed a 3-second video? I don't think I have. Anyway, this 3-second video is appropriately titled Go! Bwah! Go! Now, if you were one of the 250,000 people who saw this video and laughed at that little girl getting hurt, you are a bad person. No, I'm kidding. You're not a bad person because you... Nhắn nhí. Giờ hơi. Download này. Đây. Đổi tên cho nó. Test video. Public tạo thư mục mới là video. Oh oh. Rồi. Trong này chúng ta đã có cái video. Rồi chúng ta nhét vào đây. Được dẫn là gì nào? Rồi. Gì nữa? Public video. Gì nữa? Test video chấm gì? MP4. Không nhớ. Sai gì? Đâu nhỉ? Đây đúng không? Xong thấy gì? Sai rồi. Video. Đây à? Xong chạy. Con trôn ở đâu? Can trôn. Con trôn. Đây à? Không được. Chạy rồi. Rồi sao nữa? Ai bảo ông gì? Thế muốn tự động chạy nhá? Phải bấm về. Không, nhiều trang nó thích tự động chạy lốt ra phát chạy luôn. Làm nào. Auto play là cái gì? Auto play. Bây giờ muốn chạy xong nó tự chạy lại làm nào. Zip play. Là như nào? Đi. Lúc. Được chưa? Là lúc. Chúng ta có một thuộc tính nữa. Có thuộc tính auto buffer. Auto buffer. Nghe cái từ buffering bao giờ chưa? Đặc biệt là anh em mà không nghe buffering bao giờ thì hơi lạ. Mấy thằng này có vấn đề về giới tính. Đi xem phim chẳng hạn, xem phim ở đâu tôi không biết. Kiểu nó phải chờ một cái đoạn màu trắng trắng nó chạy xong rồi thì chúng ta mới chạy được cái video, cái dòng video ở phía dưới. Hình dung không?
Thì cái đoạn màu trắng trắng chạy ở phía dưới nó chính là cái buffer, là tải trước cái nội dung của video về, sau đó thì mới chạy được cái video đấy từng phần một. Còn nếu không có cái này thì nó sẽ phải chờ tải hết toàn bộ nội dung của video về sau đó mới chạy. Thấy chưa? Thì cái auto buffering sẽ giúp chúng ta là chạy cái đoạn màu trắng trắng đấy cho những cái video lớn. Còn 3 cái giây thì thôi, nó tải vèo cái xong. Đúng không? Thì các bạn nhớ tôi là cái thẻ video thì chúng ta có thẻ video và các thuộc tính là control này, thì là nó sẽ hiển thị ra cái thanh control của một cái video. Sau đó là autoplay, là khi mà trang web của chúng ta load ra cái video nó được set thuộc tính autoplay thì nó sẽ tự động chạy cái video đó. Thuộc tính loop thì là chạy xong cái video chạy hết thì nó sẽ chạy ngược lại, lại bắt đầu lại cái video. Auto buffer thì tôi vừa giải thích rồi. Tiếp theo là để cái video nó được nhét vào trong cái thẻ này này, thì chúng ta không có thuộc tính src cho thuộc tính video, cho thẻ video đâu, mà chúng ta có cái thuộc là một cái thẻ là thẻ xưởng nằm trong thẻ video. Source đọc chính xác là source thì là nguồn. Nguồn lấy từ đâu? Thì nguồn chúng ta có mới có ở trong cái thẻ source này, chúng ta mới có cái thuộc tính là src, là đường dẫn đến cái video đó. Được chưa? Nhớ là phải có cái tag nữa. Tag này. Cái này nó quy định định dạng của thẻ video cho trình duyệt đọc, để nó biết là cái video này dạng định dạng gì. Được chưa? Và thêm một điều nữa, đó là ở trong thẻ video ấy, ví dụ một cái thẻ video chúng ta có thể là có nhiều định dạng đúng không? MP4, AVI, các thứ, đúng không? Thì chúng ta có hoàn toàn có thể là link những cái source khác nhau, link đến những cái source khác nhau với những cái tag khác nhau cho một video. Bởi vì nhớ không chạy được cái định dạng này thì nó còn có thể chạy sang định dạng khác. Được chưa? Đấy là thẻ về video. Và chúng ta còn có thể là quy định về chiều rộng, độ dài cho một cái video. Có nghĩa vùng hiển thị á, là rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu cho một cái video. Thì chúng ta cũng width 2 giống như ở trong cái thẻ IMV. Được chưa? Cuối cùng, thẻ cuối cùng về media là thẻ về audio. Audio thì lại phải đi tải rồi. mp3.zing.vn. Kiếm cái file nhẹ nhẹ. Gen. Download luôn. Đây, chưa tải xong. Úi dồi ôi. Mày đến bao giờ mới xong nhỉ? À nhanh. Tận 4B. Sao chậm thế nhỉ? Trong thời gian chờ đợi nghe luôn. Giờ biết làm gì? Nhầm, bấm nhầm. Ok, chúng ta có thể audio, chúng ta cũng có source như bình thường. Mình copy cái này nhanh. Public này, audio này,
test audio .mp3 mp3 các thuộc tính giống nhau. Refresh. Go! Ủa không chạy này. Vấn đề là gì ta? Audio, test audio. Audio này, auto buffer loop, control search, FSC public audio. Biết đúng không? Test audio.mp3 à đây audio. Go! Xong, 13 cái thẻ. Đó, chúng ta lưu ý thôi. Thẻ IMG là của HTML trước đấy. Thẻ audio và video là hai thẻ của HTML 5. Nó sinh ra cái hai cái thẻ này để giúp chúng ta loại bỏ cái plugin Flash Adobe. Trước chúng ta muốn chạy video hay audio thì nó bắt phải cài, phải tải thêm cái Adobe Flash về đúng không? Sau đó cài vào trình duyệt thì chúng ta mới chạy được audio và video. Nhưng mà từ khi ra HTML5 vào năm 2015 thì phải nhớ không nhầm thì là người ta sinh ra cho chúng ta thêm hai thẻ, nữa là thẻ video và thẻ audio. Thì chúng ta loại bỏ cái audio Flash đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái Flash Audio, Adobe Flash Media Player cả, nhưng tôi nhớ không nhầm tên, thì là nó là một cái plugin của trình duyệt do tập đoàn Adobe làm ra. Và đấy là một tập đoàn kiểu dạng tư nhân. Khi mà chúng ta cài vào thì nó là một cái đoạn JavaScript, thì nó hoàn toàn có, đã là JavaScript thì nó hoàn toàn có thể lấy được thông tin của trình duyệt của chúng ta khi mà người tiêu dùng nhập hay tương tác bất cứ cái gì. Yeah. Thì là cái đấy là nó sẽ giảm bảo mật của cái web đi. Cho nên người ta không muốn sử dụng những cái phần mềm của bên thứ ba nữa. Thì người ta làm ra hai thẻ là thẻ video và thẻ audio có khả năng chạy media ở trên cái trình duyệt trực tiếp, không phải sang bên thứ ba, không phải thông qua bên thứ ba, thì nó sẽ làm tăng cái tính bảo mật của website của chúng ta lên. Được chưa? Thì đấy là cái lý do vì sao người ta làm ra hai cái thẻ này. Xong, về loại thẻ về media, chúng ta đến với loại thẻ cuối cùng. Nay chúng ta cố gắng học xong nốt loại thẻ cuối cùng là loại thẻ về form thì các bạn ngó trước cho tôi, ngó luôn nha, những cái thẻ như kiểu là thẻ input và các cái loại size của nó có hơn 20 loại size cho cái input. Bắt thẻ button, thẻ form, thẻ select, option, thẻ click area. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái thẻ. Làm đi. Còn gì nữa? Cho đề là cứ thế mà đọc thôi.
Rồi, thẻ đầu tiên là thẻ form. Form. Thì trước hết là tôi sẽ giải thích cái ý nghĩa của cái form này đã. Form là cái gì? Bạn đã biết không? Form. Thì form là cái form. Form dùng để làm gì? Đấy đi. Đó. Form dùng để làm gì nào? Quyên, quyên form. Thế thông tin rồi làm sao nữa? Form để thu thập data. Thế nào là user? Thế nào là user? Có bao nhiêu là user? Hãy cẩn thận khi dùng cái từ user đấy. Cái từ user là một cái từ rất là lớn. User nó có rất là nhiều phía. Cái này tính sau. Cứ biết là từ người dùng đã. Người dùng không đồng nghĩa với user nhé. Đồng nghĩa với nhau đâu. Nha. Rồi. Nó giúp chúng ta thu thập thông tin từ người dùng. Và như các bạn dịch cái form này từ tiếng Anh sang tiếng Việt ấy, cái form là biểu mẫu đúng không? Nhớ. Thì nó sẽ là gồm các cái thẻ giúp chúng ta có thể viết chữ. Viết chữ này. Rồi thì những cái thẻ giúp chúng ta lựa chọn. Lựa chọn. Rồi giúp chúng ta thì hồi là bạn đọc viết chữ rồi lựa chọn này. Về những cái định dạng dữ liệu, về những kiểu là chữ viết này, số này. Rồi thì những cái text mà cần giấu đi, password này. Đúng không? Rồi thì những cái như kiểu là một cái vùng, một cái ô để chọn ngày tháng năm. Đúng không? Rồi những cái ô phải chọn màu sắc, chọn về kiểu là vùng. Có nhìn thấy cái depth range, cái range bao giờ không? Cái range này là kéo vào trong một vùng. Ví dụ đây là 100 này, đây là 0 này. Thì bạn có một cái có một hình tròn bạn có thể kéo sang hai bên, dừng lại đâu đấy là vùng đặc biệt là giá trị bạn chọn trong khoảng đấy, đúng không? Còn rất là nhiều những cái thẻ khác nữa, hay là những cái ô viết text rất là dài, chúng ta có thể viết một mặt băng rất là dài ở trong này. Nếu mà dài quá thì nó sinh ra một thẻ scroll ở đấy, bạn kéo lên kéo xuống theo phân tích, đúng không? Thì đấy là cái thẻ form. Tóm lại là giúp chúng ta thu thập dữ liệu của người dùng. Thì cái thẻ đầu tiên của chúng ta đến với cái này, chúng ta phải nhắc đến thẻ form đầu tiên. Thẻ đầu tiên là thẻ form. Thẻ đầu tiên là thẻ form luôn. Thẻ form. Đó là một thẻ dạng đóng gói. Form. Trong thẻ form có các thuộc tính như sau. Và các thuộc tính này cực kỳ quan trọng. Khi mà bạn thu thập thông tin thì các bạn nhớ những thuộc tính này cho nó. Tính đầu tiên thuộc tính action. Thuộc tính action. Cái text ở trong này nó giống như là cái href của cái A. Yeah. Thì là người ta sẽ có điền thông tin ở trong này. Lựa chọn thông tin ở trong cái form này. Sau khi gửi cái form lên thì chúng ta cứ giống như gửi thư vậy thôi. Gửi thư thì có địa chỉ gửi đấy đúng không? Thì ở đây cái form này, cái biểu mẫu này cũng phải có một cái địa chỉ gửi đến. Nơi nào là nơi nhận cái biểu mẫu này. Đúng không? Thì chúng ta quyết định cái nơi gửi đến là nằm trong cái action này. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Các bạn gửi thư. Bây giờ gửi thư có mấy đồ gửi? Mấy đồ gửi? Rồi, được gì nữa? Hết rồi. Thư thì có thư giấy, thư điện tử. Đúng không? Tin nhắn cũng phải là thư không? Đúng không? Có nhiều loại thư tín khác nhau. Thì chúng ta cũng có là cái cách gửi đi. Cái phương thức các bạn sẽ gửi thư nó khác nhau. Ví dụ, vẫn là thư giấy thì bạn gửi đường bộ, đường thủy, đường không. Nó khác nhau. Đúng không? Thì chúng ta cũng có cái method
cách gửi cái biểu mẫu này lên theo phương thức khác nhau. Cái này liên quan sau này sẽ liên quan đến cái request. Thì mấy nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ là mình trong cái method này chúng ta có hai dạng gửi request lên và gửi thư là gửi cái form này đi. Đó là dạng get và dạng post. Giờ get, đặc tính của thằng get này thì là dữ liệu sẽ được những cái gì các bạn biết ở trong này này, được những cái dữ liệu các bạn biết ở trong này thì nó sẽ được đưa lên cái phần nào đó trên cả giá trị và cả cái nên phần từ quan trọng đưa lên trên. Còn dạng post thì nó không đưa lên trên mà nó nằm ở dòng dưới cái body của request. Thì phần bao giờ bạn học về phần server thì sẽ phải tìm được thế này như thế nào. Đây là hai cái. Còn cái cuối cùng, còn cái cuối cùng nữa là trong form của chúng ta hoàn toàn có thể upload một cái file ảnh, file video hay là file audio, file text. Không phải là chỉ một nhé, có thể là nhiều. Yeah. Như form bình thường, nghĩa form bình thường các bạn đã không up được. Không, nó không cho phép up những cái media lên. Yeah. Form phải quy định cái thằng increase time. Bằng multi path. Thành ra này chéo form data thì mới gửi được những cái media lên. Increase time, multi path, cũng nhớ là cái chữ này có biết chính xác không? Increase time là multi path form data mới gửi được media lên trên. Yeah. Và bên cạnh đấy là cái method. Method nếu các bạn không biết cái gì vào đây, không biết cái gì vào giá trị của method này, mặc định nó là cái get. Yeah. Đó là về cái form. Đây là địa chỉ gửi form này. Cách phương thức gửi form này. Form có được gửi thêm cái media đi không? Là phụ thuộc cái này. Increase time, NLC. Được chưa? Tiếp theo, đây là quy định về cái form. Và cái form, cái kẹp form này, nó không hiển thị. Nó không hiển thị trên trình duyệt. Được chưa? Mà nó chỉ là cái nơi để quy định những cái config cấu trúc và bây giờ setting của cái form của ta thôi. Tiếp theo là các phần tử để giúp chúng ta điền dữ liệu vào. Thì chúng ta có cái thẻ đầu tiên là thẻ input. Input, ví dụ input các bạn là có cái input mình chứng nhận như này. Các bạn có thể là viết text vào đây. Thì cái input này có time. Hai bằng text thì là cho các bạn viết chữ các bạn. Được chưa? Đây là các bạn input, hai bằng bị input. Tiếp theo đây chúng ta chỉ muốn viết số thôi thì chúng ta có time bằng 5 phần. Nó có hơn 20 loại cơ, cho nên tôi chỉ đá qua những loại mà chúng ta hay dùng thôi. Time number. Thì cái time number nó sẽ chỉ cho chúng ta viết số, không cho viết chữ. Và nó sinh ra hai cái đứng tên lên trên và xuống dưới như này. Mỗi một cái dấu ở đây nó tăng lên một đơn vị. Lúc mặc định là không có gì, có một cái lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bấm một cái tăng, nó nhanh là giảm. Trong cái input time của number này thì chúng ta có thể quy định được cái mức min khi mà nó min hay max mà cái button này bấm nó không thể hơn được nữa. Nó không thể nhỏ hơn, không thể lớn hơn thì chúng ta có thuộc tính là min. Bằng 0 chẳng hạn thì là chỉ đến 0 là dừng, không thể xuống được nữa. Hoặc là max bằng 100 này hạn thì là lớn nhất là 100. Tất nhiên đây chỉ mang tính tương đối thôi, là nó không tăng lên bằng đấy nữa, nhưng mà chúng ta viết text vào đây thì cũng được, à, viết số là 1000 vào đây thì cũng được. Được chưa? Là về tự động thôi. Ngoài ra cái mức tăng, những cái mức tăng chúng ta thật có thể bắt viết được. Ví dụ như mặc định của chúng ta bấm vào đây nó tăng lên một đơn vị, chúng ta có thể đặt step, viết thuộc tính step và 0.1. Mỗi bước tăng bây giờ chỉ bằng 0.1 đơn vị nào thôi. Dạ, thì đây là thuộc tính về
step. Quận lọc. Được chưa nhỉ? Chúng ta có hai loại type, đầu tiên là type text, thứ hai là type number. Chúng ta có type tiếp theo là type password. Type password. Type password này thì nó đơn giản giống như các cái ô này, nó viết password như bình thường. Khi mà viết text nó không hiển thị chữ ra, nó hiển thị dấu sao là dấu tròn là. Được chưa? Và giống như hôm trước có cái bạn nào nói đấy, là bạn ấy lịch được cái gì nhỉ? Chuyển từ dạng sao thì đơn giản là vào trong cái inspect lên, sau đó nó chuyển cái type của cái phim input từ cái type bằng password sang type bằng text, nó hiển thị password ra. Được chưa? Còn các bạn muốn làm gì với nó đấy là việc của các bạn, không chỉ. Tiếp theo, ví dụ chúng ta muốn ra một cái ô để cho chúng ta chọn về ngày tháng năm, chúng ta có type bằng text. Thử luôn đi. Type bằng text. Ra chỗ của chúng ta một cái vùng để chúng ta chọn ngày tháng năm. Ví dụ input. Đây. Trên cái phần này không có, trên Firefox không có, phải chuyển sang Chrome. Đây, ngày tháng năm. Input time date. Chúng ta có thêm input time bằng input time bằng range. Đây. Chọn một cái đơn vị nào đấy ở trong cái vùng mà chúng ta quy định. Input time range. Input time bằng color. Chọn một cái màu nào đấy. Chưa? Chọn một cái màu nào đây. Chúng ta có loại input time bằng radio. Để tôi để đây chữ mail chẳng hạn. Nhớ là có cái name nhá, thằng radio này nó chỉ chọn một trong bằng đấy cái. Thì chúng ta nhớ phải có cái name cho nó, name là gender chẳng hạn, name giới tính chẳng hạn. Tôi duplicate thằng này lên. Là female. Yeah. Chọn một trong hai, chọn thằng này thì thôi thằng kia. Và chúng ta có thể set chọn mặc định cho một thằng nào đấy khi mà trang vừa được load ra. Chúng ta thuộc tính là checked. Thằng này tự động được chọn ngay khi trang được load ra. Thuộc tính checked. Được chưa? Chúng ta có thêm cái thằng input nữa. Input time checkbox. Tất nhiên name nó phải khác đi. Mary. Checkbox. Dạng checkbox là dạng kiểu này. Là tick. Hay kiểu dữ liệu của nó trả về là true false. Tick hoặc không tick. Hiểu không? Đấy là các loại radio, à còn một loại nữa, tí quên. Kiểu gì? Email vứt. Email ít dùng. Rồi chúng ta còn loại này nữa hay dùng này. Như sau nhá. Input type bằng hidden. Name bằng username. Là điều kiện TH. Không hiển thị cái mẹ gì đúng không? Nhưng mà với cái input type bằng hidden này này. Khi các bạn gửi dữ liệu đi, khi các bạn gửi dữ liệu từ form đi á, nó vẫn đi theo, nó vẫn đi lên input type bằng hidden.
chẳng qua là nó giấu không hiển thị trên màn hình mà thôi. Được chưa? Cái này rất hay dùng cho các màn hình update dữ liệu thì hay dùng. Người ta giấu những cái thuộc tính như như ID của sản phẩm, ID của bài viết, rồi những cái token của trang web thì người ta hay giấu bằng cái cách này. Người dùng cũng không nhìn thấy. Như nhỉ? Đấy là vài loại input hay được dùng, còn nhiều lắm. Còn nhiều loại gì thì các bạn về tự tìm hiểu đấy. Tôi không ý kiến. Tiếp theo là một cái element nữa. Còn nhớ được không nhỉ? Viết lại nha, xong về thử nhá. Sẽ có bài tập đấy về cái form, đặc biệt là cái form có rất nhiều. À còn input type bằng file nữa. Đây. Chọn đẩy một cái file lên. Yeah. Input type bằng file để gửi file lên trên phía server để lưu lại. Tiếp theo là loại select box. Nốt hai cái nữa chúng ta sẽ nghỉ. Thẻ select. Trong thẻ select thì sẽ có thẻ là thẻ option. Đây là một. Một. Hai. Ba. Bốn. Thẻ select là như này. Chọn một trong bằng này đáp án. Mặc định nếu mà không có cái nào được chọn thì nó chọn cái thằng phần tử đầu tiên. Được chưa? Những cái phần tử nằm trong này này, nó chính là các cái thẻ option. Có bao nhiêu option ở trong thì sẽ được hiển thị ra ngoài bằng đấy. Được chưa? Để còn ở ngoài cái vần vùng mũi tên này chính là thẻ select. Đây. Muốn chọn, ví dụ tôi muốn chọn mặc định cái số 3 này, tôi sẽ thêm cái thuộc tính là selected. Nó tự động chọn thằng số 3 luôn. Được chưa? Thì đấy là cái thẻ select. Chúng ta có rất là ít thẻ trong form, nhưng mà cách biến đổi của nó thì vô cùng. Loại thẻ thứ hai ở trong form là vừa input rồi, bây giờ chúng ta đến với select rồi, option rồi. Thẻ cuối cùng là thẻ take area. Take area. Ở đây là vùng cho chúng ta viết chữ. Có thể xuống dọc. Nếu mà dài quá nó sinh ra cái thẻ scroll. Kéo lên kéo xuống. Được chưa? Chúng ta có thể quy định cái độ dài, độ rộng cho nó. Ví dụ như kiểu là col bằng 100. 100 dòng. Row là 100 ký tự. Nó sẽ rất là dài. Đủ 100 dòng thì các bạn có thể check bằng cách cứ enter xuống. Đủ 100 enter là hết. Là không sinh ra scroll. Thì là đúng. Còn ở trong này viết được từ đây sang bên này là 100 ký tự, bao gồm cả dấu cách. Yeah. Đấy là thẻ take area. Thẻ cuối cùng là thẻ button. Button là một cái nút save chẳng hạn như này. Đây là một cái nút của chúng ta. Thì button nó có hai cái loại type chính, ba loại type chính. Để tôi giảm bớt cái này xuống, còn 10 dòng thôi. Chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Vol bằng 30. Row bằng 10. Rồi. Chúng ta có loại 3 loại button chính. Button đầu tiên là type bằng button. Nó là một cái button vô dụng. Chẳng có cái mẹ gì cả. Không có ảnh hưởng gì ở trong cái form. Bấm là bấm, nó chỉ biết là bấm thôi, còn không có cái hiện tượng gì xảy ra. Hai button. Loại thứ hai, type bằng submit, đây là button submit. Thì chúng ta xem nhá, wow, tôi chưa có, à, trong này không có form. Chả đi thì tôi cho vào trong một cái form. Rồi.
Rồi form tôi sẽ gửi sang trang là trang index.html đi. Rồi, viết text vào đây. Chọn số 4, 6. Save. Bạn nhìn nó chuyển sang trang index đúng không? Dữ liệu đưa lên đây, gender bằng username bằng thiện th. Yeah. Đẩy sang đây. Thì cái form submit button time của submit là cái một cái công tắc sẽ gửi dữ liệu của cái form của chúng ta đi. Yeah. Time bằng submit. Time thứ 3. Cancel. Time bằng reset. Chúng ta viết text vào đây. Chọn bất kỳ cái gì. Yeah. Khi chúng ta bấm reset, button time reset, tất cả trở về với cái mãng lợi. Yeah. Trở về cái giá trị mặc định ban đầu. Đấy là cái time bằng reset. Ba cái loại time của button cơ bản. Đây là cái loại thẻ cuối cùng về HTML của chúng ta. Nhiều phết nhé. Yeah. HTML nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Gồm có tổng kết lại này, trong cả 2 ngày chúng ta học về những cái thẻ HTML thôi thì chúng ta mới học về các cái loại thẻ về text này, về list này, về table này, về gì? Hyperlink này, thẻ về media này, thẻ về gì? Form này. Nhá, 6 loại. 6 loại đấy không ít đâu, nó chia ra thì chúng ta hãy lựa chọn một loại thẻ nào đấy nó phù hợp với những cái công việc mà mình cần dùng. Ví dụ như một cái màn hình là màn hình thu thập thông tin người dùng thì chúng ta phải nhớ ngay những cái loại thẻ về form. Một cái bài viết thì chúng ta phải nhớ ngay những loại thẻ về text, về table, về vùng chọn. À, vùng chọn nữa là 7. Đi quên 7 loại thẻ. Thì chúng ta về ôn lại cho tôi một lượt. Tôi sẽ gửi cho chúng ta một cái giao diện và chúng ta sẽ làm lại cho tôi cái giao diện đấy. Tất nhiên là với HTML thôi, nó sẽ là một cái form. Một cái form nào đấy để cho chúng ta có thể là luyện tập về cái giao diện này trước. Sau đó đến buổi thứ hai là buổi học về CSS thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hay ho hơn để làm. Thì cái HTML nó chỉ là cái khung thôi, cái khung nhà của chúng ta thôi. Còn nhà của chúng ta có đẹp hay không, có mấy tầng thì nó phải phụ thuộc vào CSS. Được chưa? Thì ok, chúng ta hôm nay dừng ở đây thôi, để tôi điểm danh cái đã. Còn nhiều quá trình của chúng ta còn rất là nhiều. 1706 này. Nay là ngày 25 đúng không? 25. Lầu thê. Rồi. Đây là ngày bao nhiêu nhỉ? 25 tháng 6 2017. Nhầm. Thu Trang. Vân. Nguyễn Quyên. Đức Anh. Văn Hiệp. Ngọc Ngà. Anh Văn. Yến. Trần Quyên. Dương Nhật. Văn Thi.
Thi có đi không? Ngọc Thảo, Đình Dũng, Văn Đôn, Đại Việt, Hòa Nhập, Sách Hải, Đăng Thành, Văn Huân, Đức Đàm, Khánh Long, Tùng Lâm, Minh Hiển, Lan Anh, Bến, Hà, Vượng. Hay rồi. Ok, cảm ơn các bạn. Thank you.